Xin chào bạn, mình là ông Chuyên. Hôm nay nhân tiện mình đang sửa mấy cái mạch tăng áp này thì mình có trả lời câu hỏi cho một bạn là tại sao mấy cái mạch này hay bị chết nhé. Mình sẽ sửa cái mạch này trước. Các bạn nhìn này, cầu chì thay bằng dây sắt này, khá to đấy. Con này chắc là biểu tượng chết công suất rồi, chết công suất thì mới đứt cầu chì nhé. Có những con chết công suất không đứt cầu chì thì vì nó lộ công suất, lộ cháy đứt công suất bên trong mà cầu chì vẫn chưa đứt. Cầu chì bọn này nó thiết kế lớn hơn định mức nên là thường chết cầu chì mà chết công suất mà chưa chết cầu chì. Mình cấp 15V 3A vào thì đang báo chậm nhé. Mình sẽ sửa nhanh cái mạch này rồi mình sẽ nói lát nữa mình sẽ nói về một số nguyên nhân tại sao cái mạch này nó nhanh chết nhé. Giảm công suất của nó mình tháo ra nhé. Đầu tiên để đồng hồ thang 10K kiểm tra mấy con này đã. Một phát công suất này chết rồi, chập chân gà rồi. Con này là con một phát chống ngược cực ở đầu vào. Và DGS không thông. DS không thông. SD thông. DS không thông, kích dẫn DS thông. Một phát chống ngược cực tốt. Hai con diode chỉ như đồ ra thì bác thay hai con khác nhau nhé. À, đều 20 100 CT nhưng mà lưng một con lưng đồng, một con lưng lưng sứ này. Một con diode tốt này. Một con diode bị chập nhé. Con diode lưng sứ này bị chập này. Đây mình đảo mình một chân cái đỏ chân giữa này. Đen ngoài này, đảo ngược cái tính lại này. Đấy, chết con đen này nhá. Mình hết cái con 20 100 CT rồi. Mình thay bằng con 20 200 nhé. Thông số nó lớn hơn đấy, còn dùng bền hay không phải thử mới biết. Bây giờ mình sẽ hàn mấy con công suất này vào. Mấy con đốt vào mỗi phép chống ngược vào, trừ con công suất không hàn đấy, để mình kiểm tra trạng thái mạch rồi. Mình làm nhanh thôi, mấy cái này làm nhiều quá. Làm nhanh đến một lát mình thực hành thì mình sẽ giải thích tại sao là một số bạn dùng hay chết. Sau khi mình hoàn thiện mỗi phép chống cực này thì sẽ cấp điện nhé. Mình thay cục chì rồi, cục chì 25A. Cấp điện mình có súng kích trên chân gà một phép không? Súng kích đẹp nhé. Có xung kích vào thì sẽ hàn công suất và cuộn dây vào để thử tải thôi. Còn công suất thấy bạn ấy đã thay bằng HI3912 nhé. Là phải bác này thay bằng HI3912. Thay thấy giống con mình thay, không hiểu tại sao lại chết. Cụm driver thì tốt. Mình cứ thay một con khác vào mình thử đã. Rồi sau khi mình hoàn thiện lại này thì mình cấp vào 15V nhé. Các bạn nhìn đồng hồ mình sẽ để ra là 45A nhé, à 45V nhé. 15V là mình đang kích ra là 45V này, 45,4 này. Các bạn nhìn này, mình tắt đi mình bật lại nhé. Tắt nguồn đấy. Nó đang sụt áo nhé, mình bật lại này. Đấy, nó là 46 rồi mới tụt xuống nhé. Mình tắt đi mình bật lại này. Đấy, nó ra 46 nó mới tụt nhé. Để mình cho tắt đi mình xả bằng không đi. Xả hết rồi này. Mình bật lại này. Nó từ 46 nó mới tụt về 45 nhé. Không biết là có phải sai số đồng hồ mình không. Nhưng bạn phải hình dung là cái thời điểm quá độ do bạn bật điện áp lên thì cái điện áp nó vọt lên cao. Sau nó mới từ từ nó tụt xuống là theo cái hiểu của mình ấy. Thì cứ tắt đi mình bật lại này. Tắt đi bật lại này nó đang còn điện áp tích này mình không nhận biết được nhé. Đây mình bật lại này. Đấy là 46 nó tụt. Là thời điểm quá độ điện áp nó sẽ bị vọt lên cái mức mình đặt và sau đó mình nó mới ổn định xuống. Thì bình thường các bạn cấp vào đây cái đầu này là cấp vào 12V nhỉ. Các bạn nhân lên 12V, các bạn nhân lên 48V đi. Rồi nhân lên 4 lần. Sau đấy các bạn của mình lúc đầu cấp vào 12V thì đặt ra điện áp 6 mấy volt ấy, thì nó tốt. Sau đấy bạn ấy cấp vào đây là mấy chục vôn này, hoặc là 48 vôn ạ, 48 này nó kích ra đây 62 vôn chẳng hạn, thì cấp vào 48
để kích ra số 2 và cấp vào 12 để kích ra số 2. Nó khác nhau ở chỗ là các bạn lấy 62 các bạn chia cho 12 chẳng hạn thì nó ra mấy lần. Thì khi bạn cấp 48 vào, 48 vào tại thời điểm quá độ nó nhân mấy lần lên, đang từ 12 nhân lên 48 thì nó sẽ ra phải hơn 100V nhé. Tại thời điểm quá độ mạch chưa kịp ổn định thì nó sẽ điện áp ra sẽ hơn 100V. Mà mấy cái con tụ đây này, ôi con tụ này méo rồi, con tụ này 100V này, con diốt dưới đây cũng 100V này, rồi còn MOSFET công suất đây giới hạn chịu đựng chỉ 100V thôi, tức là dàn công suất đầu ra nó chịu đựng 100V thôi, mà tại thời điểm quá độ có thể điện áp lớn hơn 100V thì nó sẽ làm quá tải con công suất và sẽ làm lỗ mạch. Đấy là một nguyên nhân nhé. Đang cấp điện áp vào bình thường, các bạn cấp điện áp cao thì nó sẽ bị lỗ mạch. Và khắc phục là các bạn phải vặn cái miếng trở này, vặn này cho về mo đi, sau đấy các bạn cấp điện áp vào thì mới chỉnh điện áp nó đầu ra thì nó sẽ khắc phục được hiện tượng đầu tiên là về thời điểm quá độ. Một hiện tượng thứ hai đó là một nguyên thứ hai cũng có thể làm chết mạch, đó là cái cuộn cảm này trong quá trình di chuyển này. Bình thường là người ta đổ keo silicone đây để người ta đệm cái cuộn cảm này để cho cuộn cảm nó không chạm xuống cái chân linh kiện dưới mạch. Dưới này nó có chân linh kiện của con MOSFET công suất này và các con diode chỉnh nhiều đầu ra. Đây diode chỉnh nhiều ra vào trong MOSFET công suất thì các bạn không cách nghi được mà các bạn để nó vào quẹt, nó chạm vào nó làm mất cái lớp cách điện ở đây, nó chạm vào chân linh kiện thì nó cũng gây chập. Đấy là nguyên nhân thứ hai. Và nguyên nhân thứ ba là đối với một số mạch 1800W có cảm biến nhiệt, cảm nhiệt nó ở dưới đây này thì bình thường nó phải tiếp xúc được vào tấm nhôm tản nhiệt, nhưng do quá trình làm ẩu của nhà sản xuất thì mình chưa thấy cái con cảm biến nhiệt nào nó tiếp xúc được tấm nhôm cả. Mình sửa thì mình sẽ uốn lại chân cho nó tiếp xúc vào nhôm, nhưng thực tế thì người ta làm sản xuất nhanh không đảm bảo tiếp xúc và nó không tản nhiệt được, nó cũng chết công suất nhé. Nên ba nguyên nhân dẫn đến chết công suất à, mạch này thường xuyên bị hỏng. Và có một nguyên nhân nữa là cái tải đầu ra của cái mạch này, khi các bạn kết nối tải đầu ra của cái mạch này là một cái động cơ chẳng hạn, kết nối trực tiếp vào động cơ một chiều hay gì mà nó không qua mạch điện tử, nó ăn trực tiếp vào cái cuộn cảm của động cơ ấy, thì khi các bạn ngắt nguồn đột ngột mà các bạn vẫn để động cơ ở trên mạch, các bạn ngắt đầu vào này thì động cơ dừng đột ngột thì trên cái cuộn dây của động cơ nó sinh ra điện áp cảm ứng, nó sẽ đánh ngược trở lại cái mạch này. Và các bạn nên để ý là con diode dưới đây nó chịu có 100V thôi, nó đánh ngược lại mạnh quá nó sẽ làm chết cái linh kiện phần công suất cho mạch ấy, kể cả con MOSFET công suất và con diode chỉnh lưu đây, cả con tụ này. Tải đột ngột, ngắt tải đột ngột đối với tải có cuộn cảm nó sẽ sinh ra điện áp ký sinh, nó đánh ngược trở lại cái mạch là nguyên nhân hỏng. Vậy là mình liệt kê tạm thời mình chỉ liệt kê được 4 nguyên nhân gây hỏng cái mạch này. Còn tại sao cái mạch này hay hỏng? Để khắc phục nguyên nhân thứ tư ấy thì là các bạn khi muốn tắt động cơ thì các bạn phải tắt động cơ trước, sau mới ngắt điện khỏi cái mạch này nhé. Chứ các bạn ngắt cái đầu ra đang nối động cơ, bạn ngắt điện đầu vào khả năng cao cũng đi mạch này luôn. Và chỉ liệt kê được mấy nội dung ấy thôi. Cái mạch này sửa cho bác Định ở Lam Sách, Hải Dương gì đấy. Rồi video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.